tôm vào. Chúng ta để lửa nhỏ thôi, vì nếu mà các bạn để lửa lớn thì tôm sẽ rất là mau cháy. Các bạn dùng một cái cây gỗ, chúng ta chà trên bếp để cho tôm này tơi ra. Trong quá trình chúng ta chà trên bếp như thế này thì là lửa sẽ làm cho tôm khô dần và những sợi tôm tơi ra. Kể cả tôm khô sau khi các bạn ngâm mềm giã nhuyễn thì các bạn cũng thực hiện cái giai đoạn cháy tôm y như là chúng ta làm tôm tươi như thế này. Khi các bạn đã xào tôm ở trên bếp khoảng chừng 5 phút thì những cái sợi tôm đã bắt đầu tơi ra và rất khô. Cũng tùy theo cái lượng tôm chúng ta làm nhiều hay ít mà thời gian các bạn xào tôm này lâu hay mau. Các bạn cũng lưu ý là tôi gọi là xào tôm chứ thật sự là gần như là chúng ta sấy, là vì chúng ta để lên bếp với lửa nhẹ và bên trong chảo của chúng ta từ nãy giờ không có một chút dầu nào hết. Các bạn nhớ lưu ý là chúng ta để lửa thật nhỏ. Bây giờ tôm đã tơi ra thì các bạn có thể bóc thử một chút tôm, chúng ta bóp nhuyễn, các bạn thấy tôm không còn dính tay nữa là được. Và cái nhiệt độ của nó đến nó nhỏ đến nỗi là các bạn để tay vào mà chúng ta không cảm thấy nóng nhiều. Chứ nếu mà các bạn để lửa lớn quá thì sẽ có cái trường hợp là tôm sẽ vón lại thành cục và bị khô, giòn ở phía bên ngoài, nhưng bên trong thì nó cũng không tơi ra được. Bây giờ phần tôm cháy của chúng ta đã xong. Nếu các bạn thích màu vàng nhạt tự nhiên của tôm như thế này thì các bạn để nguyên như vậy cũng được. Còn nếu các bạn muốn có cái màu tươi cam đẹp giống như là cái màu tôm ở trong chén tôi để đây thì các bạn có thể cho vào một ít màu dầu hạt điều, dầu màu điều, chứ chúng ta không sử dụng phẩm màu. Các bạn cho một khoảng nửa muỗng cà phê dầu màu điều thôi. Các bạn rưới đều vào tôm. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục đảo để cho phần dầu này đều hết trong phần tôm. Như vậy sau khi chúng ta đảo xong thì các bạn sẽ có phần tôm cháy của chúng ta có màu rất tươi và tự nhiên. Sau khi màu điều của chúng ta đã hòa đều với lại phần tôm cháy, như vậy là phần tôm cháy chúng ta đã chuẩn bị xong. Các bạn bắt đầu vào phần đổ bánh bèo. Đầu tiên là các bạn đặt một cái xửng lên bếp, chúng ta để cho nước trong xửng thật sôi. Khi các bạn đã đặt xửng lên bếp và chúng ta đợi cho nước trong xửng thật sôi, các bạn mới cho chén vào. Các bạn nhớ là khi chúng ta hấp bánh bèo, muốn cho bánh ngon thì các bạn phải để cho xửng nước thật sôi và nước thật nhiều. Chúng ta cho chén, xếp chén vào đầy xửng. Sau đó các bạn đậy nắp lại, chúng ta chờ cho chén ở trong xửng thật nóng rồi chúng ta mới đổ bột. Chuẩn bị bột thì các bạn khuấy đều phần bột lên. Vì bột chúng ta pha từ nãy đến giờ, trong bột này có bột năng, thì khi mà để một lát thì thường là bột năng sẽ lắng xuống dưới. Và nếu mà các bạn không khuấy đều lên thì phía trên bột sẽ bị lỏng. Chúng ta khuấy đều bột ở phía bên dưới để đảm bảo cho bột từ trên xuống dưới nó đều đều bột hết. Bây giờ các chén ở trong xửng cũng đã nóng, các bạn nhìn thấy là hơi nước ở trong xửng của chúng ta đã bốc lên đầy trên cái nắp nồi. Thì các bạn mới bắt đầu đổ bột vào. Khi đổ bột vào thì các bạn nhớ là chúng ta đừng đổ đầy chén, các bạn chỉ đổ khoảng 2 phần chén mà thôi. Khi bột chín thì là các bạn sẽ thấy là bột sẽ nở phồng lên và tạo thành một cái xoáy tròn ở giữa trông rất đẹp. Bánh bèo khi các bạn đã đổ bột vào trong chén rồi thì là các bạn đậy nắp lại, chúng ta hấp khoảng chừng 2 đến 3 phút là bánh bèo đã chín. Vì lượng bột chúng ta đổ trong chén các bạn thấy là rất ít. Bây giờ bánh đã chín thì khi chúng ta mở nắp ra, các bạn nhìn thấy là phần bánh ở trong xửng hấp nổi phồng lên rất là đẹp. Và khi mà nguội trở lại thì là bánh sẽ xẹp trở xuống và tạo thành một cái xoáy ở giữa. Chúng ta sẽ lấy hết những cái phần bánh này ra mâm và chúng ta để thật nguội lại, chúng ta mới cho nhân vào. Sau khi bánh bèo chúng ta đã đổ xong, các bạn xếp ra mâm hoặc ra dĩa, chúng ta đợi cho bánh bèo thật nguội
rồi chúng ta mới cho nhân vào và chúng ta có thể dọn bánh bèo lên được rồi. Bánh bèo này các bạn có thể để nguội ăn vẫn ngon, chúng ta có thể để ngày hôm trước đến ngày hôm sau bánh vẫn không bị hư. Mỗi chiếc bánh bèo như vậy các bạn cho một ít tôm cháy vào, sau đó chúng ta tiếp tục cho thêm mỗi chiếc bánh bèo như vậy một miếng bánh mì chúng ta đã chiên vàng. Bánh mì sau khi các bạn chiên xong, chúng ta để lên mỗi chiếc bánh bèo xinh xinh như thế này, nhìn thấy giống như là miếng tóp mỡ. Khi dọn bánh bèo thì người ta dọn chung với lại nước mắm, ớt. Nước mắm này người Trung thì thường hay ăn nước mắm nguyên, không pha. Nhưng nếu mà chúng ta pha nước mắm ra thì món bánh bèo của chúng ta sẽ ngon hơn nhiều. Các bạn pha nước mắm với đường, với chanh và một ít nước cho có vị chua chua, ngọt ngọt và đặc biệt là vị cay. Các bạn có thể dùng ớt, chúng ta bẻ ra chúng ta cho thêm vào chén nước mắm sẽ càng ngon hơn. Và đặc biệt người Huế thì thường hay ăn trái ớt còn xanh, có vị thơm rất là đặc biệt. Các bạn thân mến, món bánh bèo Huế khi dọn ra thì được dọn trên mâm. Mỗi mâm như vậy chỉ có khoảng từ 10 đến 12 chiếc bánh bèo nhỏ nhỏ xinh xinh. Do đó khi ăn hết một mâm bánh bèo, người ta vẫn còn muốn ăn thêm mâm nữa. Cũng là chiếc bánh bèo, nhưng bánh bèo của người miền Nam được cạy ra và được xếp đều trên dĩa. Cũng với đặc tính của người miền Nam, rất phong phú trong những cái nguyên liệu để mà sử dụng cho dĩa bánh bèo, có cả đậu xanh, tôm cháy, hành lá và nước mắm. Ăn hết dĩa bánh bèo là đã cảm thấy no. Đối với chiếc bánh bèo của người Quảng thì chỉ ăn 2-3 chén là người ta đã cảm thấy chắc bụng rồi. Còn đối với chiếc bánh bèo của người Huế, do chiếc bánh bèo nhỏ và mỏng cho nên các bạn ăn hết mâm này đến mâm khác vẫn còn muốn thèm ăn thêm. Nào các bạn thử thực hiện món bánh bèo tôm cháy thử xem. Chúc các bạn thành công. Thân mến chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.